Dạ xin chào khán giả của nhiều con ạ. Đang ngủ luôn. Dạ đang lý ra Phương Dược mẹ đó. Mà Phương Dược thấy sữa bận rộn dọn dẹp thấy cưng quá. mẹ 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 đi chừng nào con mở cửa rồi con mẹ phải làm ơn con nghe chưa? Dạ. Nãy giờ Phương Dược nằm Phương Dược coi phim về nhà ông phim Trùm Nổ tập 1. Thấy chị đi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng luôn rồi cô chú còn tả nữa cơ đó tả nữa kìa sữa hai chị em hai anh em ho chưa tả qua đây nè tả này con đi dạ anh hai đây anh hai nãy giờ phụ dọn dẹp giờ anh hai ngồi chơi ở ngoài trước thôi ngay cái dàn cao kê có chị tả nữa. Con đi dọn dẹp ở đây rồi con lên con dọn dẹp trên giường nữa gần đây nè đây nè rồi cái remote này để tùm lum kìa có nhiều thứ để tùm lum lắm tả để trong nhà phòng thương quá à. Nãy giờ là anh hai đi gấp nhà bây giờ sửa thì dọn dẹp dọn dẹp gì nữa không đâu hả cái gì remote ở ngoài kia coi xong remote nãy cha coi xong cho để remote dưới đất vậy đó ai mà coi vậy để đâu vậy ủa tắt tivi luôn đi thôi dọn dẹp không có la ta sợ sao đây vô nè sạch sẽ chưa? Có mấy cái điện thoại đó. Dẹp vô nữa đi. Dẹp đi, để tùm lum cho nè. Ở chỗ đó cũng cần phải dọn dẹp lắm. Anh hai ho quá vậy anh hai. Anh hai muốn bệnh làm sao vậy? Hả? Nãy đi mua dầu mà sức anh hai đó. Mệt chưa? Ơi, giờ không dẹp nhà sạch bóng luôn trời. Giấy kìa, ai để con giấy con gót kìa. Đàm rồi. Dọn chưa? Rồi. Dạ rồi. Phải dọn. Đó là bình bông để không yên đó. Đó là bình bông ta đó nè. Cái này cái bình để đường cao đó. Ấy chưa? Ừ. Chị bà khó tính lắm. Dạ, thật sự là hồi chiều là cũng sửa dọn bài sửa dọn ra rồi sửa bài ra sửa chơi mà không có dọn dẹp giờ mới đi dọn dẹp thầy quý bà cô chú anh chị dạ tự tới chơi tự dọn dẹp còn mấy đồ chơi bên đó nữa kìa không chọn luôn đi nào cha ba vậy con khăn đó đem ra ngoài máy giặt đi con bỏ vô máy giặt ờ rồi để đi. Đi vô đều ừ. Không có đi tôi. Tôi gì? Cái mỏ bà kìa. Đó cái cày á. Sạch sẽ chưa? Cái cày á. Cái cày á. Để cho lấy cho. Cái cày nha. Ừ. Cái cày đó. Rồi ai mua cho sửa cái con tòa he này dạ? Hả? Dạ ba Minh. Ba Minh mua cho con gái hả? Ông có được cách sẽ con này nè. Ờ, đúng rồi. Con heo. Con kia nó kêu ở bước. Kêu sao đâu, dọn dẹp nhà cửa xong chưa? Dạ, dạ rồi. Sạch sẽ chưa nè? Sạch sẽ rồi. Thoáng mát chưa? Dạ, dạ mát rồi. Rồi, các bạn nhỏ nè, các bạn nhỏ ơi. Các bạn nhỏ ở nhà, các bạn cũng phải... Các bạn cũng phải dọn dẹp nhà cửa đó nha, cho sửa nha. Rồi, nãy giờ sửa dọn dẹp sạch sẽ luôn nè. Cưng không? Uống sữa xong đi rửa luôn á. Cưng quá trời luôn rồi. Mẹ con nghe cũng cao nè. Nhưng mà mẹ hơi cọc xíu. Mẹ cũng cao nè. Mẹ cái tay tay em. Cho con hát rồi. Là bữa con lên xe. Con không thấy cưng cái này luôn. Ừ. Dọn dẹp tiếp đi. Nãy cho thấy con dọn dẹp dễ thương quá à. Mà nãy cho làm biến quay. Rồi con dọn xong rồi cho mới quay. Hả? Không dọn cho nó hả? Không ăn được. Không ăn được đâu nha. Con có dọn dẹp nữa không? Dạ. Ở trên giường nè, ở trên giường còn bề bộn nè, dọn dẹp đi. Gối đâu nè. Để chút mẹ vô mẹ xếp. Sao con không xếp? Mẹ ơi, vô xếp con kìa. Con không biết xếp.
con đi cầm ấy. Chào mấy xế. Đừng có lấy điện thoại, đừng có ai con, đừng con. Nãy con coi phim Trùng Não vui không? Vui. Ừ, vui, cảm ơn con nha. Ôi. Thôi, đừng có cầm điện thoại. Đi vô nè. Đi vô nè. Kêu mẹ vô đi, rồi con kiểm tra cửa rồi đi để đi ngủ. Chạy ra, con quay con mà. Kiểm tra cửa rồi đóng cho chưa để cho ngủ. Kéo màn rồi lại nè. Đóng cửa lại. Con đi đâu vậy? Hả? Con đi đâu hả? Hả? Đi về ngủ. Con đi đâu? Hả? Đem mấy đồ nhà này đi về. À, đem dọn dẹp mấy nhà luôn hả? Trời ơi. Quá. Nhưng mà con phải mang dép vô để hồi dơ chân á. À. Hả? Chân dơ chân nha con. Mang dép vô. Sửa mang dép vô vô sửa dơ chân á. Rồi giỏi. Chồng mấy ghế lại luôn con. Không chồng mấy ghế hả? Khỏi hả? Rồi vô ngủ. Đi vô nha. Đóng cửa chưa? Đóng cửa chưa? Sáng mai không gì nổi luôn. Sáng mai gì nổi, đóng cửa chưa? Con chưa đóng cửa kìa. Mẹ. Mẹ kiếm cái giật nữa. Giật nữa. Gái chưa đóng cửa kìa. Ơi cái này nè. Cái này của xe của mẹ đây con. Lụm lên cho mẹ đi. Cái gì đó? Em lên lại cho mẹ. Lụm lên đây con. Anh hai xịt dầu chưa? Rồi anh hai uống miếng siro chưa? Dạ. Để xin anh hai ho. Bữa nay anh hai có tắm vô nằm xe có tắm nằm xe nước không mà ho vậy? Nè. Con. Ờ đưa cho mẹ đi. Ờ cái đó là mẹ lấy làm gì? Dạ là xúc chân. Mẹ thôi quay quay clip cho mẹ ơi cho con xin miếng này đi. Để con nè. Để con nè. Mẹ để con dẹp lên đây. Để con dẹp lên đây. Rồi mẹ. Để mẹ xích chân ha. Nè. Đây. Nè nè mà hồi mẹ lấy ha. Dẹp mũi con mẹ và để con tìm. Tìm mà còn gì dọn dẹp không? Thì con tìm dẹp mũi cho mẹ. Dẹp mũi cho mẹ hả? Dẹp mũi đâu rồi? Không muốn mẹ đi chơi đâu mà. Con không biết luôn á. Để mà kiếm cho. Con ra ngoài con dẹp cái bàn đi. Cái bàn này chưa còn. Cái bàn còn đồ chơi dài dẹp đi. Đồ chơi. Ừ. Đúng rồi, tập dở lắm rồi. Tập dở. Dẹp có năng, có nắp đàng hoàng. Không có đưa chất nè. Ờ, gọn gàng mới được. Nó cha nước lẹ bỏ vô tủ lạnh. Đúng rồi. Để bỏ vô tủ lạnh. Ừ. Nước lẹ bỏ vô tủ lạnh. Dạ, đúng rồi, giỏi quá. Gái cu giỏi quá mà. Rồi. Rồi đóng lại. Rồi giỏi. Nhẹ quá. Quá trời quá đất. Mẹ con xong rồi. Tên. Ai chạy cùng mẹ đi. Mẹ tìm được anh. Mẹ giỏi quá. Mẹ lên nữa. Mũi nó chết con. Mũi chích con đâu đâu con mét con bầu chú chị ơi. Chích đâu mũi chích sao? Con mũi vô ve sao? Hai người ta nhúc nhích mũi vô ve sao hay sao? Mà bên tay nhớ nhé.
là con họ đặt dịch. Phải múa mới dễ thương. Múa mới dễ thương. Giúp mẹ xoa cái khi vô khẩu một chút cái tinh dầu. Rồi. À thôi không nói chuyện nữa hả? Không nói chuyện nữa thôi, chào quý bà cô chú anh chị nha. Dạ bye bye đi. Chào tạm biệt. Bây giờ con sẽ Thái Vĩnh chào con. Chào An dạ. Dạ Thái Vĩnh muốn bệnh này. Thầy ơi chào tạm biệt quý bà cô chú anh chị. Chào tạm biệt. Dạ hẹn lại quý bà cô chú anh chị trong một clip tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Diễn này vô.